Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hòa Bình hơn 1.500 tân binh nô nức lên đường nhập ngũ. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group. Mỹ và EU công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 3, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn 1.500 người con ưu tú lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tân binh được giao về 16 đơn vị. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời gian diễn ra buổi lễ không quá 20 phút, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Riêng 175 tân binh được giao về các đơn vị nhận quân thuộc các tỉnh có dịch sẽ được giao nhận quân trong ngày 9 tháng 3. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đã dự lễ giao quân tại các địa phương trong tỉnh. Tổng hợp của phóng viên thời sự. Tại huyện Kim Bôi, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự lễ giao nhận quân năm 2021. Trong đợt giao quân năm nay, huyện Kim Bôi có 242 tân binh lên đường nhập ngũ. Để phòng chống dịch COVID-19, việc giao quân thực hiện đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, đeo khẩu trang, bố trí nước sát khuẩn. Các tân binh được lập tờ khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi vào làm lễ giao nhận quân. Huyện Kim Bôi đã tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế người thân đến đưa tiễn. Nhờ thực hiện tốt quy trình tuyển chọn nên chất lượng tân binh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này đều đáp ứng được yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Trong đó có 66% tân binh có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 86% tân binh đạt sức khỏe loại 1, loại 2, 94 tân binh đã học qua lớp đối tượng đảng. Ở tất cả các huyện trong quá trình tuyển chọn thì tôi đánh giá rất là cao về chất lượng tân binh đợt này. Thì chúng ta có 81 đảng viên trẻ chiếm 5,4%, và trong đó thì cũng rất nhiều các đồng chí tân binh đang là đối tượng bồi dưỡng. Thì tôi rất kỳ vọng vào thế hệ trẻ của Hòa Bình trong thời gian tới. Trong phát biểu với các tân binh, tôi cũng đã giao nhiệm vụ rất cụ thể cho các đồng chí. Các đồng chí tân binh của Hòa Bình chúng ta hôm nay rất là vinh dự được đứng trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng, quân đội vì nhân dân. Và chính vì thế trách nhiệm của các đồng chí cũng rất là nặng nề. Các đồng chí cũng có cái nhiệm vụ rất lớn, đấy là hoàn thành trách nhiệm đối với Hòa Bình. Các đồng chí, mỗi đồng chí tân binh phải xác định mang trong mình cái niềm tự hào của Hòa Bình. Đi đâu cũng phải nhắc nhở mình là người Hòa Bình để quảng bá cho toàn quốc biết rằng người Hòa Bình là tiêu biểu cho những cái gì tốt đẹp nhất của người Hòa Bình. Để từ đó là mang cái văn hóa của mình lan tỏa trên toàn quốc. Thì tôi rất là kỳ vọng thì sinh tân binh đợt này sẽ có thể làm tốt tất cả các cái nhiệm vụ mà được quân đội giao phó. Các tân binh ở huyện Kim Bôi sẽ phấn đấu rèn luyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương Kim Bôi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự lễ giao nhận quân năm 2021. Năm nay, huyện Lạc Sơn có 249 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó giao Bộ Quốc phòng 7 đầu mối đơn vị với 222 tân binh, giao Bộ Công an 1 đầu mối đơn vị với 27 tân binh. Do dịch COVID-19 nên trong ngày hôm nay, số lượng tân binh được giao là 227 tân binh. 22 tân binh còn lại được giao về các đơn vị huấn luyện tại tỉnh Hải Dương, sẽ tổ chức giao vào ngày 9 tháng 3 năm 2021. Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa. Các tân binh phấn khởi hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đến 8 giờ 20 phút sáng, công tác giao nhận quân năm 2021 của huyện Lạc Sơn đã hoàn tất, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao và đảm bảo an toàn. Tại thành phố Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã đến dự lễ giao nhận quân và động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Năm 2021, thành phố Hòa Bình hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được giao. Toàn thành phố Hòa Bình có 146 công dân trong độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi lên đường nhập ngũ,
trong đó có 123 tân binh nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 23 tân binh nhập ngũ về Bộ Công an. Năm nay 100% quân số bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị, trong đó có 34 tân binh là đối tượng Đảng, 7 tân binh đã tốt nghiệp các trường cao đẳng đại học. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lễ giao nhận quân được diễn ra trong khoảng thời gian không quá 20 phút, hạn chế tối đa đại biểu và hạn chế thấp nhất người thân đưa tiễn, bảo đảm phòng dịch ở mức cao nhất. Các tân binh được giao về 7 đơn vị nhận quân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3 tháng 3, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, tiễn 1.736 người con ưu tú lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm nay, tỉnh Hòa Bình có 1.736 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.500 tân binh được giao cho các đơn vị quân đội và 236 tân binh giao cho các đơn vị công an. Do làm tốt công tác khám tuyển, nên chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với mọi năm. 100% quân số bảo đảm sức khỏe và phẩm chất chính trị. Tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 5,4%, cao hơn so với năm 2020. Có 28,6% đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng, 1,2% có trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên. Ủy ban huyện đã thành lập hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và phân công các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để phụ trách. Mỗi một thành viên là phụ trách một xã, thị trấn. Khi mà hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện hiệp đồng với các đơn vị quân và tiếp tổ chức thâm nhập thì đã chọn được là 242 nam công dân theo đúng chỉ tiêu. Đã chỉ đạo các cấp các ngành để triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch và tổ chức các cái chốt để đo thân nhiệt cũng như là khử khuẩn cho các cái tân binh cũng như là các cái đại biểu về dự lễ giao nhận quân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên thời gian buổi lễ không quá 20 phút, hạn chế tối đa đại biểu, người thân đưa tiễn, bảo đảm phòng dịch ở mức cao nhất. Các tân binh bắt buộc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, xây dựng sơ đồ các khu vực, đảm bảo giãn cách, kiểm soát 100% người vào khu vực tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021, lập tờ khai báo y tế và đo thân nhiệt cho 100% tân binh. Lực lượng y tế thì đã tổ chức phun khử khuẩn tất cả khu vực tổ chức lễ giao quân. Tất cả các cái xe của các đơn vị đến nhận quân đều được phun khử khuẩn. Các cháu đến thì đều được phát khẩu trang và bảo đảm phun phòng chống dịch và kiểm dịch. Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng một khu vực để cách ly những trường hợp có nghi vấn. Các tân binh sẽ được giao cho 16 đơn vị nhận quân, đặc biệt để phòng chống dịch. 175 tân binh được giao về các đơn vị nhận quân thuộc các tỉnh có dịch sẽ được giao nhận quân trong ngày 9 tháng 3. Phát huy truyền thống quê hương, các tân binh lên đường nhập ngũ đều rất phấn khởi và quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong ngày hôm nay thì tất cả các đồng chí ở đây và em đã chuẩn bị một tinh thần để lên đường nhập ngũ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trước khi tiến hành lễ giao nhận quân là ban tổ chức đã tiến hành đo thân nhiệt cho các đồng chí chiến sĩ tân binh, thực hiện giãn cách mỗi đồng chí 2 mét để phòng chống dịch cho thật tốt ạ. Đến đúng 8:20 ngày 3 tháng 3, lễ giao nhận quân tại tất cả các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa và an toàn. Thực sự là ngày hội của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong ngày giao nhận quân hôm nay, cấp ủy chính quyền các cấp đã đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ với tinh thần phấn khởi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày 3 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Infinity Group và đơn vị tư vấn McKinsey Việt Nam do ông Phương Xuân Thụy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi, hợp tác, nghiên cứu các dự án đầu tư vào tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã hoan nghênh chào đón các đồng chí lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư Infinity Group và đơn vị tư vấn McKinsey Việt Nam về trao đổi hợp tác, nghiên cứu đầu tư các dự án tại tỉnh Hòa Bình. Đại diện đơn vị tư vấn McKinsey Việt Nam đã giới thiệu về quá trình hình thành phát triển của đơn vị. Đây là công ty tư vấn chiến lược toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam, thành lập vào năm 2008. Từ năm 2015 đến 2019, đã thực hiện trên 5.400 dự án trong lĩnh vực công và xã hội về cơ sở hạ tầng và thành phố,
phát triển kinh tế, tài chính công, giáo dục. Đối với tỉnh Hòa Bình, đơn vị nêu rõ phương pháp tiếp cận, lộ trình đề xuất cho việc lập quy hoạch tỉnh, hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch là một tài liệu chính thức được thẩm định và phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình mong muốn xây dựng được quy hoạch phát triển lâu dài, có hiệu quả và chất lượng bền vững. Vì vậy, hy vọng được sự quan tâm, hợp tác đối với công ty và đơn vị tư vấn trong công tác lập quy hoạch tỉnh. Trong những năm tới, mục tiêu của tỉnh Hòa Bình là xanh, xanh hơn và xanh hơn nữa. Với 4 đột phá chiến lược, coi nông nghiệp là nền tảng, du lịch là mũi nhọn và công nghiệp là đột phá. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong công tác xây dựng quy hoạch cần đảm bảo chất lượng, cũng như các yêu cầu về thủ tục pháp lý, quy định của pháp luật. Trên cơ sở thống nhất thời gian, mục tiêu, tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu về nhân lực, bộ máy thông tin, cũng như điều kiện khác để đạt được kết quả tốt nhất. Ngày 3 tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự và trao quyết định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu ứng cử bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kim Bôi, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Bí thư Huyện ủy Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là bước kiện toàn trong công tác cán bộ của tỉnh, là niềm vinh dự, đồng thời là thử thách quan trọng đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Thư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Thư tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, phát huy khả năng, năng lực của mình, cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi quan tâm giúp đỡ đồng chí Thư nhận nhiệm vụ mới, đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Ngày 3 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự lễ chuyển giao có đồng chí Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Việc chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác giúp việc và phục vụ cơ quan, tập trung sắp xếp vị trí việc làm, tổ chức hoạt động chặt chẽ hơn. Đối với 9 công chức người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, sau khi chuyển giao tiếp tục tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát huy những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian vừa qua, tiếp tục trao dồi, nâng cao năng lực trình độ, làm tốt công tác tham mưu, công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố nghị quyết về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã công bố nghị quyết số 386 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh có thời hạn 5 năm cho 5 đồng chí. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trương, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị, ngay sau khi văn phòng chính thức đi vào hoạt động, cần tập trung sắp xếp ổn định bộ máy, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, phối hợp với cơ quan tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, giúp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, xem xét giải quyết theo quy định. Đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, hướng tới bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sở trường kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ngày 2 tháng 3, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh Hòa Bình năm 2021 do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế tỉnh năm 2021 làm trưởng đoàn, đã kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Tại thành phố Hòa Bình, đoàn đã đến kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đình Nhuận. Tại Lương Sơn, đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế huyện Lương Sơn và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Minh. Huyện Lương Sơn đã phân công nhiệm vụ đối với các thành viên trong Ban Chỉ đạo và tổ công tác giúp việc đến tận cơ sở và triển khai từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Tại đây, đoàn kiểm tra và ghi nhận ý kiến về kinh phí cho việc triển khai tại cơ sở còn hạn chế. Bên cạnh đó, hệ thống đôi khi còn chậm, dẫn đến khó khăn cho một số đơn vị thực hiện điền thông tin thống kê. Trao đổi với các đơn vị doanh nghiệp về nhiệm vụ tổng điều tra kinh tế tỉnh Hòa Bình năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị doanh nghiệp cần bố trí đủ nhân lực, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc theo quy định, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thống kê, thành viên ban chỉ đạo để thực hiện, phản ánh kịp thời những vướng mắc với điều tra viên, tìm cách tháo gỡ nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, công tác vệ sinh môi trường nông thôn luôn là vấn đề được người dân quan tâm. Đây cũng là một trong những tiêu chí mà các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đang gặp khó trong việc tìm phương án giải quyết. Người dân cần phải làm gì và làm như thế nào để cùng với chính quyền giải quyết khó khăn và từng bước hoàn thiện tiêu chí này? Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Đà Bắc. Sau mỗi buổi chiều, ông Sa Kỳ Đông ở xóm Tình, xã Tu Lý, huyện Đà Bắc lại dọn dẹp vệ sinh, thu gom toàn bộ rác thải sinh hoạt của gia đình trong ngày để cùng với người dân trong xóm chuyển đến bãi rác tập trung của xã. Còn đối với những rác thải rắn, gia đình ông Đông và nhiều hộ dân trong xóm vẫn tự tìm cách chôn lấp tự phát. Mong muốn chúng tôi là có cái xe chuyên dụng để chở rác đến cái nơi quy định và để cho bảo vệ môi trường khi mà anh em rồi là bà con có cái chỗ đựng rác và để chứa rác rồi chở rác đi an toàn. Cách Ủy ban nhân dân xã Tu Lý khoảng hơn 3 km, điểm tập kết rác thải chưa qua xử lý được quy hoạch đầu tư xây dựng với diện tích trên 6.000 m2, đưa vào sử dụng từ năm 2019. Đây là điểm tập trung rác thải của 12 xóm thuộc xã Tu Lý, huyện Đà Bắc. Nhìn bằng mắt thường, có thể thấy số lượng rác thải được tập trung về đây rất ít so với diện tích khu vực được quy hoạch. Và cũng chẳng biết từ bao giờ, điểm tập trung rác thải của xã lại trở thành bãi chăn thả gia súc của người dân địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi vẫn thấy có một số khó khăn. Thứ nhất là cái địa bàn của xã là rộng, dân cư ở không tập trung. Cho nên là cái việc là người dân người ta tham gia vào cái việc thu gom rác thải rồi người ta đóng góp cái kinh phí vào để xử lý rác ấy, do cái mức thu nó còn hơi cao cho nên là người dân cũng chưa ủng hộ. Thế thì chủ yếu bây giờ hiện nay là chúng tôi vẫn, mặc dù đã có bãi rác nhưng mà cũng chỉ có một vài xóm là ở gần trung tâm xã là dân cư nó tập trung thì người ta là thu gom là đưa vào bãi rác thôi. Huyện Đà Bắc có 16 xã và một thị trấn, trong đó có 3 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng xã Tu Lý và xã Hiển Lương đang trong quá trình tập trung thực hiện các tiêu chí nhằm phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Khó khăn mà các xã này đang gặp phải đó là thực hiện tiêu chí môi trường. Nhiều xã mặc dù đã được trang bị các thùng đựng rác để người dân đổ tập trung, sau đó thu gom chuyển về điểm tập kết. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, những thùng rác này vẫn chưa phát huy được công năng, hiện vẫn được phủ kín ni lông như thế này. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Nông thôn mới huyện tuyên truyền là các hộ dân ở trên địa bàn là khu dân cư thu gom rác thải đúng quy định. Đối với địa phương ấy thì về cái xử lý môi trường nông thôn ấy cũng cần có một cái khu để mà xử lý để phân loại cái rác thải theo đúng cái quy định theo tiêu chí của nông thôn theo Bộ Tài nguyên Môi trường. Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần thay đổi diện mạo các xã vùng nông thôn. Sự thay đổi đấy không chỉ ở những công trình được đầu tư xây dựng khang trang, mà còn phải là sự thay đổi từ chính công tác bảo vệ môi trường của người dân và những giải pháp tích cực từ địa phương. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 2 tháng 3, Mỹ đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì hành động mà nước này mô tả là nỗ lực đầu độc thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh.
Theo The Guardian, chính quyền của Tổng thống Biden đã tuyên bố hành động chống lại 7 quan chức Nga và 14 thực thể. Theo đó, 7 quan chức cấp cao của chính phủ Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, chẳng hạn như đóng băng tài sản. Ngoài ra, 14 thực thể liên quan đến việc sản xuất tác nhân sinh học và hóa học của Nga cũng đã bị áp dụng các biện pháp trừng phạt. Cùng ngày, EU cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt phần lớn mang tính biểu tượng đối với 4 quan chức cấp cao của Nga. Theo Reuters, trước tuyên bố của Mỹ và EU, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ đáp trả bằng hiện vật đối với bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào liên quan đến Navalny. Hôm thứ Ba, trước một ủy ban của Thượng viện Mỹ, Giám đốc FBI Christopher Wray khẳng định cơ quan này đang coi vụ tấn công vào Điện Capitol của Mỹ vào ngày 6 tháng 1 là một hành động khủng bố trong nước và cho biết cơ quan này đang nỗ lực hết sức để điều tra những người có liên quan. Ông Roy ca ngợi các thành viên của công chúng, những người đã cung cấp thông tin cho FBI thông qua các phương tiện kỹ thuật số và cho biết đã có hơn 270 vụ bắt giữ cho đến nay. Ngoài ra, ông cũng bảo vệ cách FBI đã xử lý những báo cáo tình báo về vụ tấn công, rằng cơ quan này đã chia sẻ thông tin nhanh nhất với các lực lượng hành pháp khác thông qua email hoặc đăng lên cổng thông tin điện tử của FBI. Giám đốc Ray cho biết bản thân ông không hề thấy bản báo cáo về nguy cơ xảy ra vụ tấn công ở đồi Capitol được văn phòng FBI ở Norfolk trình lên vào hôm 5 tháng 1. Vụ tấn công vào đồi Capitol tại Washington DC, Mỹ xảy ra khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang chủ trì phiên họp Quốc hội để chính thức xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Vụ bạo động đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên cảnh sát. Ba phụ nữ làm việc cho một đài phát thanh và truyền hình địa phương Eskat ở Jalalabad, miền đông Afghanistan đã bị bắn trong các vụ tấn công riêng biệt. Biên tập viên tin tức Sokrula Parson thuộc đài phát thanh và truyền hình Enikat Jalalabad cho biết, theo các nhân chứng, một trong ba người phụ nữ tên là Musan Wahidi đang đi bộ về nhà thì các tay súng nổ súng. Hai người khác được Pasun xác định là Sana và Sadia đã bị bắn chết trong một vụ riêng biệt, cũng trong khi đang đi bộ về nhà từ nơi làm việc. Liên quan đến việc này, người đứng đầu đài truyền hình địa phương Enikat TV, Jamai Latifi, cho biết ba phụ nữ này là những sinh viên mới tốt nghiệp trung học ở độ tuổi từ 18 đến 20, làm việc trong bộ phận lồng tiếng của đài. Afghanistan được coi là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với những người làm trong lĩnh vực truyền thông. Các vụ giết người hôm thứ Ba đã làm tăng số lượng nhân viên truyền thông bị giết ở Afghanistan trong 6 tháng qua là 15 người. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà sẽ đề xuất một dự luật tạo khuôn khổ cho chứng chỉ chung của EU dành cho những người đã được tiêm vaccine chống lại virus corona. Giấy chứng nhận này sẽ giúp giảm bớt các hạn chế đi lại trong khối, nơi mà về nguyên tắc, việc di chuyển không thiết yếu qua biên giới hiện bị cấm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã viết trên Twitter rằng bà sẽ đưa ra một đề xuất lập pháp cho một thẻ xanh kỹ thuật số trong tháng này. Bà cho biết mục đích của con đường là nhằm dần dần cho phép mọi người ở châu Âu di chuyển an toàn khắp Liên minh châu Âu hoặc nước ngoài. Hy Lạp và các quốc gia khác có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch đã kêu gọi việc thông qua chứng chỉ. Kế hoạch này đã được thảo luận tại một cuộc họp thượng đỉnh của EU vào tháng 2. Khối dự kiến giới thiệu giấy thông hành vaccine kịp thời cho mùa du lịch hè, nhưng một số quan chức cho biết sẽ mất ít nhất 3 tháng để giải quyết các vấn đề kỹ thuật như chia sẻ dữ liệu và bảo mật. Một số nước thành viên EU, bao gồm cả Pháp, đã gợi ý rằng việc đưa ra hệ thống chứng nhận có thể là quá sớm. Năm 2020 là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia nộp đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới cho biết Bắc Kinh đã nộp gần 69.000 đơn đăng ký vào năm ngoái, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ đã nộp khoảng 59.000, Hàn Quốc đứng thứ tư, nộp nhiều đơn hơn so với năm trước với khoảng 20.000. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1 trên phạm vi cả nước. Đây là cuộc điều tra được thực hiện 5 năm một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về thực trạng sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế,
đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, các bộ ngành và địa phương. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và tổ chức phi chính phủ được cấp tài khoản để truy cập và kê khai vào phiếu điều tra trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi đơn vị điều tra.